Ở tập trước, Cửu Kiêu và đám anh em giang hồ kéo đến phủ á tướng Huyền Vũ đòi số tiền lãi, còn Hoành Hoang đòi đón Mộc Lan về làm vợ là bởi năm cô 17 tuổi, Cửu Kiêu đã theo lệ hàng năm qua đòi nợ. Vừa thấy Kim Mộc Lan đã đòi cầu hôn, nói cô chịu cứu sẽ xí xóa nợ, còn thêm 30.000 đồng vàng làm sính lễ. Kim Mộc Lan tất nhiên không đồng ý đòi solo một một với Cửu Kiêu, nhưng tuổi trẻ không qua được tên giang hồ chinh chiến lâu năm. Thất bại ngày đó của cô như một gáo nước lạnh dội vào phủ á tướng Huyền Vũ, không ai muốn nhắc đến. Nhưng gã được cái lì, không ai công nhận, vẫn tự mình gọi cô là vợ hải tặc. Mặt Kim Trác xám ngoét, nổi gân xanh gằn giọng nhắc cho Cửu Kiêu nhớ gã đang đến sớm hơn 2 tháng so với mọi năm. Ha 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 ha, bởi phủ á tướng Huyền Vũ gần đây vang danh khắp nơi, sắp thành một nơi cho người ta sâu xé, Cửu Kiêu mới kiếm được cái cớ đến sớm. Và lại ta còn muốn mang Mộc Lan vợ yêu đi trước khi chết chung với các người, hoặc túng quá mà bán nàng ra Thanh Lâu thì ta sẽ tiếc chết mất. Đừng thấy hổ không gầm tưởng Kim Trác là Hello Kitty. Ông sầm mặt ra lệnh cho Kim Sĩ Anh nhào lên và chết tên sắc sược trước mặt. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Kim Sĩ Anh thúc ngựa lao đến chỗ Cửu Kiêu tính xin tí huyết. Gã kiêu ngạo đứng im đón Kim Sĩ Anh đến, vung tay chém đứt cả kiếm cả bả vai Sĩ Anh. Anh ta khuỵu xuống ôm bả vai đầy máu, vết chém có vẻ sâu hoắm khiến người dày dặn chiến đấu cũng phải khuỵu xuống thở sâu. Cửu Kiêu giơ thanh đao nhuốm máu lên như chiến lợi phẩm, ngạo nghễ nhìn xuống đối thủ mình nở một nụ cười lưu manh. Có điều chưa cười được 2 giây, con hắc mã gã ta cưỡi đột nhiên hự một tiếng, máu từ vết chém sâu dài trên cổ nó đổ lênh láng, máu chẳng mấy chốc đã đổ sụp qua một bên chết ngay. Cửu Kiêu vừa nhảy xuống đã cười ha hả móc mỉa Kim Sĩ Anh mạnh mẽ vô cùng. Anh ta cũng không hiền lành, hừ mũi nói Cửu công tử quả nhiên dùng đao độc ác. Vậy ngươi thấy thanh đao độc ác này của ta thiến tên Thẩm Lãng trắng trèo đó có được không? Để lấy được cô ấy ta chỉ có thể biến cô ấy thành quả phụ mà thôi. Gã liếm lưỡi đao dính đầy máu của Kim Sĩ Anh như một con thú cuồng loạn, hét lên kích động đám đàn em đòi tiền. Toàn một bọn giang hồ bặm trợn chẳng biết điều, nếu hôm đó Thẩm Lãng không đến nói với Kim Trác nhất định không được giết Cửu Kiêu, có khi ông đã lao lên làm một trận sống mái. Chẳng hiểu sao thằng con rể ông lại nói Cửu Kiêu là bí kíp của phủ á tướng dùng để đánh bại Trương Sung, là lối thoát hiểm khi nhà cháy, phải giữ lại, sau này đến thời cơ thích hợp mới giết được. Hít mấy hơi cho bình tĩnh lại, Kim Trác sai người đem đến 3.000 đồng vàng, hẹn 6.000 còn lại đến đúng hạn nợ sẽ thanh toán đủ. Đám đàn em đếm đủ tiền trong 3 chiếc dương gỗ, Cửu Kiêu mới thôi phách lối. Gã nhảy lên một con ngựa nâu của đàn em, trước khi đi còn quay sang Kim Kiếm nương chọc: đợi tới ngày phủ á tướng bị đốt ra tro, ta sẽ đem ngươi mà Kim Mộc Lan về thành nộ trào, không để hai nàng lưu lạc Thanh Lâu đâu. Gã và đàn em phóng ngựa đi, để lại tiếng cười khoái trá. Tiền thì vẫn cứ lấy, nhưng họa đến phủ á tướng gã sẽ rất vui lòng ngồi xem. Ở phủ loạn xạ vậy chứ, đêm đó Thẩm Lãng yên tĩnh gối đầu lên đùi vợ yêu, nằm bên ngọn lửa nhàn nhã kể câu chuyện hằng nga bay lên trời. Hắn ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Lan, hỏi nếu trên mặt trăng chỉ còn Vô Cương và hằng nga sống thì hai người đó sẽ xảy ra chuyện gì. Kim Mộc Lan theo chủ nghĩa tình yêu chân thật vuốt ve khuôn mặt hắn, trả lời Vô Cương yêu hằng nga sẽ không dụ dỗ cô ấy. Không không, bởi vì tên là Vô Cương, cương trong Vô Cương không nổi nên hằng nga rất an toàn, không lo lắng bị dụ. Bàn tay xinh đẹp của Mộc Lan rất nhanh chuyển từ khuôn mặt qua sách đôi tai của hắn, trong đầu phu quân cả ngày nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì ấy nhờ, bị véo thế mà cái miệng vẫn không ngừng lải nhải. Kim Mộc Lan đứng phắt dậy đá hắn ra ngoài như đá một bịch rác. Lát sau cô vẫn cho hắn nằm lên đùi mình, nhưng mặt mũi hằm hằm chẳng muốn nói chuyện nữa, đành phải đổi chiêu nghiêm túc để thu hút sự chú ý thôi. Nương tử, từ đó đến nay kiếm pháp Thiên Ngoại Lưu Tinh không có ai giải ra được, ai đến khiêu chiến Đường Viêm cũng sẽ ăn một dao chết tức khắc, nàng có muốn biết nguyên lý của chiêu kiếm pháp này không? Nghe đến kiếm pháp, Kim Mộc Lan liền nghiêm túc ngồi thẳng người dậy muốn lắng nghe, liền thấy Thẩm Lãng nằm xuống ngả ngớn, đổi giọng nói mình nghiên cứu nó nhiều quá tốn sức lắm đó. Người luyện Thiên Ngoại Lưu Tinh mỗi ngày đều phải uống một loại bột kim loại đặc thù tích tụ dần trong cơ thể, từ đó hình thành từ trường đặc biệt. Khi vận chân khí ra bên ngoài cũng tự động có từ trường từ bên trong cơ thể. Khi sử dụng kiếm pháp Thiên Ngoại Lưu Tinh, chân khí giống như gió lốc cuộn xoáy liên tục gây nhiễu loại đường kiếm đâm tới của đối thủ. Càng gần tâm của người thi triển lực đẩy càng mạnh khiến người tấn công văng ra xa. Cộng thêm Đường Viêm nghiên cứu độc mỗi Thiên Ngoại Lưu Tinh 10 năm nay đã đặt đến trình độ đỉnh của chóp. Kim Mộc Lan mở to hai mắt, nôn nóng hỏi vậy cuối cùng hắn có cách hóa giải chiêu thức không? Cuộc chiếm đảo Kim Sơn đang đến gần, cô sẽ luyện tập chăm chỉ nhất có thể. Lần này Thẩm Lãng không đùa dai, nhướng mày nói chỉ cần 2 giờ cô đã có thể học được. Còn nhớ lúc Mít nói trong mật tịch Thiên Ngoại Lưu Tinh có hai phần âm dương không? Mặt dương chính là kiếm pháp, mặt âm là cách hóa giải kiếm pháp. Điểm yếu của kiếm pháp này chính là tâm gió lốc, nói cách khác là người thi triển. Bí quyết làm nên thành công còn lại chính là sử dụng kiếm gỗ để không bị từ trường ảnh hưởng. Nếu cách giải quyết kiếm pháp này lọt ra ngoài, danh tiếng của phủ á tướng Tấn Hải chỉ còn mỗi cái nịt. Nhưng nghĩ đến chuyện này thật ra lại khá đơn giản với người hiện đại như hắn. Thẩm Lãng bắt đầu rên rỉ ngay lúc đầu suy nghĩ nhiều hơn, chút đã không mất thời gian đi nhai hải các tìm sách làm gì. Ánh mắt Kim Mộc Lan nhìn hắn chẳng khác gì nhìn thần tượng. Cô ghé sát người hắn khen ngợi dù cho không có sách quý, phu quân cô có thể nghĩ ra cách phá giải kiếm thuật chỉ trong vòng vài ngày vẫn cứ là đỉnh. Cô kéo má hắn lại gần hôn nhẹ một cái rồi vội vàng ngại ngùng tránh ra xa, như sợ hắn lại buông lời chòng ghẹo. Mà đúng, là chỉ cần hở ra cho hắn một giây miệng hắn sẽ lại nhả ra mấy từ vớ vẩn. 3 ngày sau đó, đám tang của Từ gia chính thức được tổ chức hoành tráng. Đoàn người đưa tang đông đúc vác hai cái quan tài gỗ đi phía trước, theo sau là tiếng gào khóc nức nở của Trương Tấn.
y nước mắt giàn giụa khóc đau đớn thảm thiết, cứ một mực gọi tên Từ Thiên Thiên, đến khi hạ huyệt còn ngất xỉu khiến mẹ của Từ Quảng Đoan không đành lòng, lấy ra tờ hôn thú đưa cho Trương Tấn và trả lại xính lễ từ hôn. Bà già tóc trắng bạc phơ thấy hắn chưa một ngày có vợ đã phải làm kẻ quá, bèn run rẩy cầm tờ hôn ước muốn xé đi giải thoát cho Trương Tấn. Gã nhanh tay giật được tờ giấy trên tay bà lão, một mực nói không. Tay cầm tờ giấy đó vừa quỳ vừa lết về phía bài vị của Từ Thiên Thiên, vừa khóc vừa hô lớn, nhất bái thiên địa, dập đầu một cái. Nhị bái cao đường, dập đầu một cái trước mặt tổ mẫu, và dập đầu một cái bình thiệt to cho phu thê giao bái. Từ nay về sau, Thiên Thiên không còn là vị hôn thê của ta mà là vợ chính thức qua cửa của ta, đời đời kiếp kiếp không có gì thay đổi. Trương Tấn lại dập đầu la khóc thêm một hồi lâu nữa, từ ngày hôm đó trở thành hình mẫu người chồng hiền lương thục đức trong lòng toàn bộ thành Huyền Vũ. Đêm khuya thanh vắng, người người nhà nhà tắt đèn đi ngủ, nơi huyệt mộ của Từ Quảng Đoan vang lên tiếng soạt soạt của hai chiếc sảnh đào hất đất không nghỉ. Bọn trộm mộ đào tới chiếc quan tài gỗ, bật nắp ra lại chẳng thấy có gì bên trong sất. Quái đản thật, từ da giàu nứt đố đổ vách, mà trong cái quan tài rách này chẳng có lấy một xu. Bọn chúng cắm sảnh xuống đất vừa tức tối chửi, đã không còn tiền cô tiểu thư xinh đẹp kia cũng chỉ còn lại nắm cốt, chuyến này coi như công cốc rồi. Nhìn theo bọn chúng vừa bỏ đi vừa chửi, một bóng trắng âm thầm tiến lại khu mộ phần Từ Quảng Đoan vừa bị đào tung tóe lên, đến cái xác cháy đen cũng bị mặc kệ lăn lóc. Người mặc đồ trắng đó vừa khóc vừa run rẩy tiến lại nâng cái xác lên cho lại vào hòm đóng nắp, rồi dùng tay không xúc đất che lại. Nước mắt nước mũi Từ Thiên Thiên tuôn trào, mối hận này mối thù của nhà họ Từ, con gái sẽ báo thù cho cha bằng giá nào cũng được. Vài ngày sau đó, Trương Sung thái thú sau khi lo đám tang cho nhà Thông gia cùng sứ giả thống đốc tỉnh Thiên Nam là Ngôn Vô Kỵ đến phủ á tướng Huyền Vũ, tất nhiên là vụ đảo Kim Sơn. Mặt ông ta tỉnh queo, khuyên nhủ Kim Trác lấy đại cục làm trọng mà dĩ hòa vi quý, đừng có đánh nhau với phủ á tướng Tấn Hải làm gì. Cái đậu mè nó cay chứ, hai thằng già này đều là cá mè một lứa muốn vui dập phủ Huyền Vũ, giờ đến đây bô lô ba la thế nào là đại cục. Thấy Kim Trác cứng hơn cứt phơi khô, Trương Sung đành cáo từ, chờ đến ngày sứ giả của hoàng thượng phái đến báo cuộc chiến giành đảo bắt đầu. Mặc dù biết Kim Trác sẽ từ chối chia đảo trong hòa bình như đề xuất ban đầu, Trương Sung vẫn phải đến xem tình hình, bởi từ đây cuộc chiến giữa triều đình và quý tộc cũ sẽ chính thức bắt đầu, mở màn bằng cuộc chiến đảo Kim Sơn. Đêm đó, đoàn sứ giả của hoàng thượng phi ngựa rầm rập từ phủ á tướng Tấn Hải đến thành Huyền Vũ, phi thẳng vào phủ á tướng giữa đêm khuya. Cả nhà Kim Trác từ bé đến lớn đều ra phủ phục đón. Chiếc xe ngựa dừng bên ngoài sân, có tùy tùng vén rèm và quỳ xuống cho người ở trong bước xuống. Chiếc giày đặt xuống đầu tiên chính là của Ninh Chấn, con trai thứ 4 của quốc vương nước Việt Quất, đi cùng phía sau có thống đốc tỉnh Thiên Nam, Trúc Nhung. Kim Trác không thể ngờ người đến truyền ý chỉ của thánh thượng không phải là sứ giả như các lần khác mà là tứ hoàng tử, đành dập đầu bái lạy trước rồi chuyện gì tính sau. Ninh Chấn nhận vái của Kim tướng quân mà không nói một lời. Ánh mắt gã ta quét một lượt qua bốn người nhà họ Kim, dừng lại ở Kim Mộc Lan rồi mới cho phép cả nhà đứng dậy. Từ bên ngoài vang lên tiếng hô của quân triều đình, từ lúc này sẽ tiếp quản tuần tra xung quanh khu vực để bảo vệ an toàn cho Ninh Chấn và Trúc Nhung. Bên trong sảnh lớn của phủ á tướng, Ninh Chấn mở chiếu chỉ của hoàng thượng, hô vang tiếp chỉ. Quả nhân nghĩ đến cảnh hai vị ái khái xích mích vì trận chiến đảo Kim Sơn mà mất ăn mất ngủ, lần này phái tứ hoàng tử Ninh Chấn đến hòa giải đôi bên, khâm thử. Nhận chiếu chỉ xong, ai nấy về chỗ mình ngồi, không khí căng thẳng rõ rệt. Trận chiến đảo Kim Sơn năm nay là cơ hội cho phủ á tướng kiếm chắc chút tiền trong 4 năm tới, sao cái đám này cứ y ẻo mãi chuyện hòa giải. Ninh Chấn đặt mông xuống nhìn quanh đếm đầu người, không thấy Thẩm Lãng đâu nhỉ. Thái giám đứng bên biết ý, liền cao mày lớn tiếng hỏi Kim Trác, con rể Thẩm Lãng đâu, sao không ra đón tiếp. Hôm nay Thẩm Lãng không được khỏe, sợ xuất hiện ở đây lây bệnh cho điện hạ, nên xin phép được đón tiếp người sau. Ai cũng biết Ninh Chấn bệnh tật quanh năm, nói hắn bị bệnh quả là một cái cớ hoàn hảo. Nói xong vào việc luôn, phía bên kia vứt hai quyển tập, một cuộn giấy và một tờ giấy hoen ố xuống mặt bàn trước mặt. Đây là những ghi chép cũ gồm bản đồ đảo Kim Sơn do Đường Gia vẽ ra, gồm có cả phong cảnh hộ tịch các thứ, đủ để chứng minh đảo Kim Sơn là của Đường Gia ta bao đời. Đường Luân chắp tay hướng về phía Ninh Chấn, cung kính nói hoàng thượng sẽ đòi lại công bằng cho Đường Gia, lại đúng ý Ninh Chấn quá, biết điều thế cũng được. Chẳng biết Ninh Chấn có xem thật không, gã cầm mấy quyển sổ hoen ố lên nói đây toàn là những ghi chép thật sự hợp pháp, phụ á tướng Huyền Vũ có gì. Bọn ta phản đối, Kim Trác chỉ đáp gọn lỏn như vậy, không cung cấp chứng cứ gì cứ như vậy mà nói không chịu mà được sao. Phụ á tướng Huyền Vũ từ khi nào không biết phép tắc như vậy, nếu vậy Ninh Chấn và đô đốc Trúc Nhung phải ra mặt mới được. Cái quần què này đến kiếm chuyện với nhà ta còn đòi ta phải ngoan ngoãn nghe lời. Dựa theo luật pháp Việt Quốc hiện tại, với tư cách là chư hầu bọn ta có quyền tự phòng ngự, dù có triều định đến cũng không có quyền tiếp quản. Mấy trăm năm nay vẫn thế giờ coi thường rồi sao? Ninh Chấn nheo mắt nhìn hai cha con Kim Mộc Lan mỗi người một câu vào bôm bốp, vào mặt mình. Nếu dựa vào luật pháp Việt Quốc, đáng lẽ chính sách mới cũng không được xuất hiện mới đúng. Chưa để Ninh Chấn nói, Kim Trác đã đứng dậy mời Đường Luân ra nói chuyện riêng. Thế lại đúng ý hòa giải quá, Ninh Chấn cho phép ông ta rời đi. Đường Luân chắp tay xin cáo lui nhưng lòng cười cười, ta đến đây để oanh tạc mà thương lượng cái méo gì nữa. Có điều vừa vào thư phòng đã nhìn thấy Thẩm Lãng khỏe như vâm đứng đó chờ sẵn mình. Đường Luân có chút ngạc nhiên Kim Trác vậy mà chỉ để mỗi thằng con rể vào đây phụ mình đàm phán. Á tướng Tấn Hải này, 100 năm trước hải tặc quét sạch nơi cư trú của Đường thị, là tổ tiên Kim thị, Kim trụ đại nhân đã dẫn quân giúp các ông giành lại đất đai, được Tấn Hải hầu tặng đảo Kim Sơn để cảm tạ. Năm đó có hoàng thượng chứng kiến,
gia tộc các ông đã tự tay giao đảo Kim Sơn cho Kim Thị bọn ta. Chưa kể ơn cứu mạng sao giờ lại lật lọng chứ. Đường Doãn đứng phía sau thấy cha mình tái mặt bèn lên tiếng phản đối lời Thẩm Lãng nói. Chuyện từ trăm năm trước không có ghi chép gì mà nói là được sao? Thật ra là có, khế ước giao đảo Kim Sơn có tổng cộng 3 phần, mỗi nhà một phần giữ lấy, phần còn lại của Hoàng thượng giữ để làm chứng. Có điều sau khi Kim Trụ chết đột ngột, Kim Thị tìm mãi không ra phần khế ước của gia tộc. Nói chuyện lịch sử không được thì đưa ra lý thuyết khác, Thẩm Lãng hùng hồn nói nếu không đoàn kết với Kim Thị, mai mốt Đường gia sẽ bị chính sách mới quật đầu tiên. Đường Doãn hừ mũi, ba cái chuyện đó tính sau, giờ đứa nào giành được đảo Kim Sơn đứa đó ăn no ngủ khỏe. Trong lòng thấy Đường Doãn đang thể hiện đúng ý mình, nhưng ngoài mặt hắn lại giờ diễn xuất tái xanh mặt mày, đau đớn ôm tim không muốn hai đại gia tộc đánh nhau. Chắp tay hướng về phía trên cao tỏ lòng chung với Hoàng thượng, Đường Luân từ chối làm hòa, còn nói ta thuận theo ý Hoàng thượng không dám làm bạn với Kim Thị các ngươi. Kim gia trong mắt bọn họ thoi thóp như một con cá bị vứt lên bờ, giờ có làm gì cũng chỉ là dãy trước khi chết, Đường Doãn chẳng thèm quan tâm lấy một chút. Thế này đi, số lượng sắt đảo Kim Sơn sản xuất hàng năm ta lấy 40%, Đường gia lấy 60% thế nào? Nghe tiếng cười nhạo báng của Đường Doãn, Thẩm Lãng rối rít hạ giá xuống 30-70, nhưng hai cha con quay ngoắt đi không thèm quan tâm đến thỏa thuận hay đàm phán gì sắt. Thẩm Lãng này, con heo béo thì ai cũng muốn nhảy vào sơi thôi. Đường Doãn thả lại một câu như thế khiến khuôn mặt Thẩm Lãng tràn ngập sự bàng hoàng lẫn tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng hai người rời ra ngoài. Có điều cửa mới đóng hắn đã thay đổi thái độ khinh khỉnh, đóng kịch với mấy đứa này chỉ có mệt thêm. Kim Trác nhìn thằng con rể diễn mượt khỏi nói, người bình thường ai mà diễn được đến thế chứ? Chẳng phải con rể phụ á tướng có danh tiếng trí tuệ vô song sao hôm nay giống như một thằng hề vậy? Đường Doãn tiếp lời cha mình, nếu hắn chỉ là một thằng thông minh trong một đám ngu đần thì cũng chỉ là một thằng đần thông minh thôi. Đảo Kim Sơn chắc chắn phải thuộc về nhà họ Đường mới được. Ninh Chấn nhận ra sau lưng Kim Trác chính là Thẩm Lãng con rể nổi danh một vùng, có điều hắn mới cáo bệnh xong, mới đó hết bệnh rồi à? Nhưng nhìn mặt bọn họ chắc hòa giải không xong. Trúc Nhung giờ mới lên tiếng, ý kiến của phủ tổng đốc vẫn như cũ. Phía bắc đảo Kim Sơn chia cho phủ á tướng Tấn Hải, phía nam chia cho á tướng Huyền Vũ mà không đồng ý thật sao? Miếng ngon thì đã đồng ý từ lâu, miếng thủng xin chê. Quặng sắt đều ở phía bắc, phủ á tướng nhận phía nam chỉ có cây và cát để đến đánh giám tập thể hay gì. Khi từ ngữ không còn tác dụng thì bạo lực lên ngôi thôi. Ninh Chấn ngả ngớn trên chiếc ghế, theo thông lệ những năm trước, hòa giải bất thành thì so tài kiếm thuật. Biết chắc phụ á tướng sẽ không chia chác con mẹ gì hết cái hòn đảo đó, mà muốn húp chọn, Ninh Chấn đứng lên cầm tờ thánh chỉ khác ra đọc. Đại ý nói hoàng thượng thấy phiền cái bọn quý tộc này, cứ 4 năm lại so tài 3 trận để giành đảo, nhưng năm nay ai thua thì vĩnh viễn mất hòn đảo, thế là các năm sau khỏi phải tranh giành. Đường Luân và Kim Trác không phản đối, bởi chẳng ai nghĩ mình có thể thua. Cuộc chiến này được chia làm 3 trận. Trận đầu Kim Mộc Thông đấu văn với Đường Doãn, nghe thôi là biết phụ á tướng thua. Trận thứ 2 sẽ là Kim Mộc Lan lên sàn đánh nhau với Đường Doãn. Trận thứ 3 khốc liệt hơn, mỗi bên cử ra 100 lính tinh nhuệ đánh cho đến khi nào chết hết hoặc đầu hàng. Thẩm Lãng mà được vào thi văn thì có khi còn có cơ hội, chứ Kim Mộc Thông thì không. Mà bên Tấn Hải cũng biết tổng thiên ngoại lưu ly của Đường Doãn sẽ xẻ Kim Mộc Lan ra làm đôi, chưa thi đấu đã biết phụ á tướng chết chắc rồi. Ninh Chấn cầm ra một tờ khế ước, ký vào thỏa thuận mới. Cả hai sau đó đóng dấu vào, sau lần này sẽ không còn tranh giành đảo Kim Sơn nữa. Ký khế ước xong xuôi, hai bên lui xuống chuẩn bị quyết chiến. Đường Doãn tự tin sải bước ra ngoài nghĩ chưa đánh đã ăn trận đầu. Bản thân y không có hiềm khích cá nhân, nhưng việc đè bẹp phụ á tướng Huyền Vũ để lót phủ cho Tấn Hải thì y thích lắm. Đêm đó trong một thôn nhỏ thuộc địa phận cai quản của phụ á tướng Huyền Vũ, một chiếc bóng khoác áo đen mệt nhọc đi từng bước trong đêm. Từ Thiên Thiên nhìn về phía phụ á tướng Huyền Vũ, nằm phía xa còn cách mấy cây số đi bộ cũng không cản được ý chí. Cô sẽ báo thù cho phụ thân, dù cho phải bán mình cho quỷ dữ. Trong phòng ngủ của gia chủ và con cái của Từ gia, đều có các mật thất chuyên giấu sổ sách và tài liệu bí mật. Gian hầm dưới phòng ngủ Từ Thiên Thiên là nơi cất giấu phương pháp bào chế thuốc nhuộm Thẩm Lãng đưa cho. Sau vụ thương nhân Tây Vực mặc vải vào dị ứng đến chết, Từ Thiên Thiên một mình xuống hầm tìm lại công thức đó, muốn biết Thẩm Lãng đã giở trò gì. Không ngờ lật mặt sau của tờ công thức lại thấy năm chữ Trương Tấn sẽ giết cô, khiến Từ Thiên Thiên kinh hãi đánh rơi tờ giấy. Rõ ràng mấy chữ này lúc hắn đưa không hề có, sao bây giờ lại xuất hiện? Dù không tin Thẩm Lãng nhưng Từ Thiên Thiên tự có dự cảm chẳng lành, âm thầm tích trữ nước và thức ăn dưới mật thất. Khi Trương Tấn đốt nhà mới chui xuống đó thoát được, cô nhúng vải vào thùng nước uống che các khe hở tràn khói xuống căn hầm, cứ nửa tiếng lặp lại một lần như thế. Lửa lớn cháy suốt 2 tiếng đồng hồ đốt gần hết không khí trong mật thất, Từ Thiên Thiên đã nghĩ mình không chịu được mà chết đi. Không ngờ lúc tỉnh lại thấy mình còn sống đã là sáng hôm sau, có lẽ chính sự thù hận ngùn ngụt đã giữ Từ Thiên Thiên sống sót. Đứng từ phía xa xem Trương gia giữ lại bà ngoại già yếu mắt mù và đệ đệ mới 5 tuổi để diễn trò tình nghĩa sâu nặng, hai mắt Từ Thiên Thiên vằn đỏ hình ảnh Trương Tấn khóc lóc trước mộ phần của cha con cô. Cô sẽ trả thù. Đêm nay Từ Thiên Thiên tìm đường đến phủ á tướng Huyền Vũ, có điều cô lại không biết do có tổng đốc và hoàng tử đến, toàn bộ binh lực đều dồn về quanh phủ, bên ngoài cấm đi lại ban đêm cho nên xung quanh tối tăm không người. Nghe phía trước có tiếng nam nhân cười cợt, cô rón rén lại xem thì thất kinh thấy đám hải tặc của thành Nộ Trào giết binh sĩ của phủ á tướng Huyền Vũ thả xuống mấy con giếng quanh đó. Bọn chúng cười đùa khoái chí về chuyện đó. Chỉ vì Kim Mộc Lan gả cho Thẩm Lãng trắng trẻo mà cửu kiêu, ghim thù thả thi thể xuống giếng, phá hủy nguồn nước của các làng quanh đây.
chân yếu tay mềm không thể can dự vào việc ác bọn chúng làm. Từ Thiên Thiên định bỏ đi trong im lặng, không ngờ đạp trúng thứ gì đó dưới màn đêm tối mù. Không kịp chạy nữa rồi, đám hải tặc đã vây quanh cô. Bọn bạm trợn thấy từ đâu xuất hiện một cô nương xinh đẹp thì khoái chí lắm, nhất định phải giữ chặt tay chân từng đứa một thưởng thức. Nghe đám đàn em cười cợt mấy dậy, Từ Thiên Thiên không nao núng chỉ tránh nhẹ người, cao mày hỏi bắt được mỹ nữ không dâng cho cửu kiêu không sợ thiếu chủ phạt sao? Tên cầm đầu sấn sổ bước đến bóp lấy cần cổ thon nhỏ của cô, cười khà khà không báo thì ai mà biết, xong việc giết cô là được. Ở đây có 13 tên hải tặc và 3 nữ nhân, mà ngươi dám đảm bảo không ai mách lẻo hay sao? Lời nói này cũng có lý, tên cầm đầu nhớ lại tên thuyền trưởng trước đó cướp được một nữ nhân mà không dâng cho thiếu chủ, kết quả bị lột sạch da treo lên cột buồm. Thôi đéo dám nữa, chết vì gái là cái chết tê tái. Tên cầm đầu khoát tay cho đàn em đem Từ Thiên Thiên về thành Huyền Vũ, giao cho Cửu Kiêu, để lại 10 người vứt thi thể xuống giếng. Hai tay bị siết chặt dây thừng, Từ Thiên Thiên cố gắng động não đưa mình thoát ra khỏi khốn cảnh này. Nếu không thoát được sao có thể phục thù nhà họ Trương chứ? Nghĩ đi, nghĩ đến tên Thẩm Lãng trong hoàn cảnh này sẽ làm gì đi. Bỗng nghe bọn đàn em hào hứng nói để bọn chúng vào thành cướp bóc kiếm chút tiền, Từ Thiên Thiên bỗng nghĩ ra một kế. Hai chân va vào nhau, cô cố ý ngã oạch ra nền đất đau điếng, khiến toàn bộ số tiền vàng mang trên người rơi vãi cả ra, kêu leng keng thu hút đám lâu la bu lại nhặt cho bằng sạch. Tên cầm đầu nắm tóc Từ Thiên Thiên nâng lên hỏi thân thế, sao lại có nhiều tiền vàng trên người như vậy? Thấy Từ Thiên Thiên một mực nói mình chỉ là khuê nữ nhà buôn bán bình thường, tên cầm đầu nóng nảy dí con dao vào cổ. Đang giờ giới nghiêm khuê nữ nào lại ôm tiền bỏ chạy? Nói nhăng nói cuội, ta cắt cái lỗ tai này đấy. Ta nói mà, ta là tiểu thư nhà Từ gia, Từ Thiên Thiên. Tên cầm đầu nóng máu, Từ Thiên Thiên bị thiêu chết rồi còn dám láo, một cước đá văng cô xuống nền đất. Đột nhiên à đàn bà trong đám hải tặc nhận ra khuôn mặt cô bèn tiến đến xác nhận, đúng là Từ Thiên Thiên trước đây có bán vải cho đại tiểu thư nhà họ mấy lần. Từ Thiên Thiên thì quá tốt, ha 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 ha. Gã dí sát thanh gươm vào cổ, ép cô nói nửa đêm nửa hôm đi đâu lang thang. Vừa khóc vừa thút thít, Từ Thiên Thiên nói mình chỉ muốn về nhà lấy một ít tiền rồi đi thôi. Nghe đến có chỗ lấy tiền, gã hung hăng hỏi bên trong còn bao nhiêu. Chắc khoảng hơn 30.000 đồng vàng, khoảng đó ta không nhớ rõ. Nghe đến con số lớn, tên cầm đầu trợn tròn mắt. Có được chừng đó tiền cần mẹ gì hầu hạ tên cửu kiêu vui buồn thất thường kia nữa, cao chay xa bay được rồi. Các huynh đệ phát tài rồi, lấy được chừng tiền này, lên bờ mua đất làm địa chủ thôi, không cần lo ăn lo uống nữa. Gã lại mạnh tay vứt Từ Thiên Thiên xuống đất, dẫn bọn chúng đến kho bạc nếu lì giết ngay. Từ Thiên Thiên dẫn bọn chúng đi ngược về khu vực Từ gia, đến một cái kho đổ nát bên cạnh gian nhà chính bị thiêu rụi. Dùng tay bàn tay còn đang bị dây thừng trói, Từ Thiên Thiên đẩy một tấm ván gỗ dẫn bọn hải tặc xuống khu vực mật thất bên dưới. Đèn đuốc sáng trưng, vừa đi hết bậc thang bọn chúng đã phát hiện ba giường lớn nằm giữa sàn nhà. Đại ca, đúng là có vàng, nhưng chỉ có chút ít. Tên cầm đầu sấn sổ giật tóc Từ Thiên Thiên, sao nói 30.000? Số còn lại ở đâu? Run rẩy chỉ vào một cái bình đất bằng lớn trong góc hầm, một tên đàn em đã nhào tới gõ nguyên thanh đao vào thành bình nhưng không vỡ. Bình đất này có vẻ được làm cứng hơn loại bình thường, bọn chúng nhìn quanh xem có thứ gì dùng được hơn không. Nhân lúc một tên đàn em tìm đâu ra một khúc gỗ lớn, Từ Thiên Thiên im lặng né người vào sau góc tường, đúng ngay lúc tên cầm đầu vung thanh gỗ lên giáng thẳng vào cái bình lớn, kêu choang một tiếng dữ dội. Lập tức cả căn hầm vang lên tiếng hét đau đớn vật vã. Đám người bị axit sulfuric nhà họ Từ cất trong bình làm cho chảy ra như que kem dưới nắng. Dùng hết sức bình sinh có được, Từ Thiên Thiên co cẳng chạy vọt lên cửa hầm. Nghe tiếng bọn chúng đang cố bò lên phía trên, Từ Thiên Thiên lấy tấm kim loại bên cạnh đè lên cửa hầm, cho thêm tấm gỗ lên trên rồi ngồi đè trên đó, nhất quyết không cho bọn chúng thoát. Cho đến khi một tiếng nổ oành vang lên hết bay cô ra một góc, tiếng la hét bên dưới mới ngưng hẳn. Vụ nổ đốt cháy tất cả mọi thứ bên dưới tầng hầm, từng mảnh vụn bắn ngược lên kêu xèo xèo trong không khí. Từ Thiên Thiên run rẩy mặt trắng bệch trong một góc, cô giết người rồi. Cô đã giết không chỉ một mà bốn tên một lúc, mà sao cảm giác chẳng hề thấy tội lỗi chút nào? Bởi cô đã dùng chính sức lực của mình thoát khỏi khốn cảnh. Lê thân hình nặng trĩu đầy vết thương ra khỏi khu nhà kho, phía đường chân trời đã bắt đầu hắt lên những tia sáng của ngày mới. Từ Thiên Thiên khôi phục lại sự quật cường trên khuôn mặt. Ta đã đến rồi đây Thẩm Lãng,